chuẩn bị đến giờ đi đón con, nhưng mà một bác khách ở Biên Hòa, ở Đồng Nai ấy, bác Đại có nick là Mr. D vậy. Đấy, em nhớ mang máng đấy. Thì vừa nói chuyện với bác ấy xong thì phong cách của em từ xưa đến nay đó là chốt đơn nhanh lẹ thì mình cũng phải nhanh lẹ, thế thôi. Quay luôn tỉ mỉ cho bác khách ở xa bác yên tâm. Đôi loa và đôi chép này thì hiện đại và gọi là cao cấp nhất rồi. Dòng 4 ôm chuẩn cho xe. Và con đầu vừa làm xong cho nên bán cho bác luôn. Bác cũng cần nhanh gọn đây. Chưa bọc ni lông bác nhá. Radio này. Radio và đặc biệt V6 đó là không bao giờ mất nhớ. Ví dụ anh em chọn được sóng địa phương rồi thì anh em giữ 3 giây. Đây. Giữ 3 giây sẽ lưu. Ấn đây là tự động chọn này. Còn mình chọn được tự động rồi, mình có thể giữ 3 giây là để lưu này. Lưu nè. Mỗi lớp này là lưu 6 vị trí là lưu được 6 kênh. FM1, FM2, 6 kênh nữa là 12 kênh. Ấn Media thì bây giờ nhá, Bluetooth thì bạc về bạc ấn chữ phone này, ấn chữ Pi này, thì nó ra pin code 1234. Bạc lấy điện thoại bật Bluetooth điện thoại lên, rồi do cái sóng của cái con này. Con này có cái sóng có tên là VV Kép Radio. Tên của nó đây, tên của nó sẽ là đây. Bạc lấy điện thoại bạc do cái tên này bạc kết nối với nó. Thì trên màn hình này nó sẽ hỏi bạn còn muốn kết nối hay không, ABC gì đó. Thì ấn Z. Cứ chữ ở đâu thì nút ấn ở góc đó. Đó là xong phần hướng dẫn Bluetooth. Radio thì ấn chữ radio. Rồi cứ thế chọn sóng đây. Riêng V6 các bạn cứ nhớ cho em, đó là nhất là các cụ, các người có tuổi rất thích, đó là có nhớ. Tức là đã chọn kênh như này rồi là nhớ luôn. Mình nhớ luôn, không bao giờ phải chọn lại. Rồi xong phần radio và Bluetooth. Còn USB, tiền thể quảng cáo, cứ 450.000 một cái USB này. Nhưng anh em có tất cả cái nguồn dữ liệu. Cái quan trọng là cái giá trị cốt lõi trong này, đó là nguồn nhạc của bên em Sơn làm audio 10-15 năm nay, chuyên thâu băng cho khách, cung cấp cho anh em thợ thâu băng bao nhiêu đời này, cập nhật liên tục hàng ngày này. Và V6 cắm vào là nó hiểu luôn này. Cắm vào là nó hiểu là sẽ dùng USB, cho nên là nó đọc USB luôn. Đây. Đây. Kính chào toàn thể anh em đam mê audio cả nước. Chào mừng anh em đã tới với kênh của Sơn Loa Audio, địa chỉ tại tòa nhà HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Ok chưa? Đó là audio. Đó là USB. Tiền thể 450.000 là phải quảng cáo ngay. Này, ấn thư mục này. Thư mục băng cối CD này này. Hàng trăm cuốn băng cối gốc, hàng trăm CD được ship vào đây. Đây, chọn bài này. Chế Linh Thanh Tuyền này. Tránh bản quyền em mở lướt lướt thôi. Nhạc vàng trên xe này, Bolero mới nhất này, Quê hương Việt Nam này, song ca nhạc vàng này, Tiếng hát Nam danh ca này, Dân ca ba miền này, Liên khúc nhạc vàng này, Bolero hải ngoại này, Nhạc vàng thu âm trước 75 này, song ca hải ngoại, Bolero về ngày về đêm, Nhạc vàng nghèo, Chế Linh, Thanh Tuyền, Tuấn Vũ, nhạc quốc tế, đủ các thể loại nhá. Đấy. Xong phần USB, anh em có thể cắm điện thoại, tivi, máy tính vào đây. Chưa thể nhớ cũng được. Đó là xong phần giới thiệu. Tiếp theo, phía đằng sau là bảng mạch thần thánh, ra thêm một cặp loa piano CS88 bass 30 có đánh vô tư, công tắc nguồn, có thể ra súp, ra tai nghe các kiểu đây, tai radio đây, điền 12V hoặc 220V đều được. Đấy. Ok chưa? Xong nha, xong clip giới thiệu và đây là gửi cho anh Mr. D có nick Zalo và hình như là ở Biên Hòa Đồng Nai thì em gửi luôn nha. Anh em nào mà chủ nhân của máy này thì xem TikTok là biết nha. Bây giờ hàng đi luôn. Còn clip thứ hai sẽ là một clip test nhạc. Bởi vì sao? Test nhạc, test đĩa cho bác. Bởi vì là tránh bản quyền. Ok.